Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà, vợ của nghệ sĩ nhân dân Công Lý vừa chia sẻ lại hình ảnh đang chỉnh áo cho chồng. Đính kèm với bức hình, cô viết, ngồi hì hục tìm và xóa bớt ảnh. Bất chợt thấy tấm hình này, thương anh và thương mình. Sau bài chia sẻ, nhiều cư dân mạng bình luận động viên, gửi lời chúc sức khỏe tới Công Lý và Ngọc Hà. Được biết, bức hình mà Ngọc Hà chia sẻ được chụp vào thời điểm nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhận chức phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội vào tháng 5 năm 2020. Thời điểm đó, cô đầu vẫn khỏe mạnh và đang tận hưởng hạnh phúc. Không ngờ rằng tháng 7 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đổ bệnh. Lúc đó, anh và Ngọc Hà mới kết hôn được nửa năm. Sau khi nghệ sĩ nhân dân Công Lý ngã bệnh, công chúng từng dâm gian tin đồn về tình hình sức khỏe của anh. Nhưng, đến một năm sau, khi sức khỏe của ông xã có biến chuyển tốt, Ngọc Hà mới lên tiếng chia sẻ về những tháng ngày khó khăn mà cô đã trải qua. Hiện tại, sau nhiều đợt sang Nhật điều trị, Công Lý đã có sức khỏe khá hơn. Nam nghệ sĩ chăm chỉ tập vật lý trị liệu hàng ngày để sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tháng 4 vừa rồi, anh còn xuất hiện trên sân khấu kịch. Ngọc Hà phấn khởi chia sẻ hình ảnh ông xã trên sân khấu. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.